Chào mừng các bạn đến với máy đo thí nghiệm .com.vn ha. Hôm nay trên tay mình là một máy đo độ ẩm gỗ RDM3 ha. Máy đo độ ẩm gỗ RDM3 này được hàng sản xuất bởi Denmos ha, xuất xứ tại Mỹ ha. Đây là dòng mà hiển thị kết quả trên màn hình hiển thị số rõ ràng ha. Đây là máy RDM3 nha. Đó. Đây sẽ mở lên cho các bạn xem thử nha. Mình sẽ giữ máy để có thể xem và mình sẽ chỉnh tùy theo cái chức năng. Đây tùy theo cái chức năng mà các bạn cần đo ha, đo độ ẩm của gỗ ha. Ngoài ra thì khi dùng xong thì mình sẽ có thể tắt nó đó, rất là đơn giản sử dụng ha. Đây là dạng mà máy này thì có hai dạng, một là dạng búa hay là dạng không búa ha. Dạng búa thì mình sẽ gắn thêm một cái búa vào nữa, và dạng không búa thì mình sẽ tháo một cái nắp ra. Đây, tháo một cái nắp, mình sẽ tháo thử cho bạn xem nha. Đây là dạng kim ha, tháo thử nắp ra, kim rất là tiện lợi luôn. Và đây là có một cái đầu để gắn thêm một cái dạng búa khi mà các bạn mua thêm một option là dạng búa ha. Đó, rất là tiện lợi luôn, và nó sẽ có thang đo là từ 5% cho đến 60% ha. Đây, 5% cho đến 60% kết nối được với đầu dò gắn trên đầu ha, và giúp thao tác đầu dò một cách rất là dễ dàng và tiện lợi. Đây, rất là sao đó, hay là dạng cầm tay ha, và sẽ lưu trữ kết quả đo trên màn hình luôn. Đó, phần mềm cho các bạn tùy chọn có thể tải về trên máy tính được ha, có thể xuất dữ liệu ra trên máy tính vẫn được ha. Đây giống rất là tiện lợi ha. Ngoài ra thì nó sẽ sử dụng bằng pin, pin của mình là pin 9V ha. Đó, đây là sản phẩm được phân phối bởi Khang Kiên ha. Cái này nó sẽ tương tự như là DJ 2000 hoặc là MC410 dạng kim ha. Đó, rất là tiện lợi luôn. Bạn nào mà cần mua hoặc là ngoài ra thì bạn sẽ cung cấp cho mình là máy chính, pin và hướng dẫn sử dụng ha. Đây là hướng dẫn sử dụng của mình. Bạn nào mà cần mua hoặc là tư vấn thì cứ liên hệ với lại máy đo thí nghiệm .com.vn hoặc số điện thoại 0938 22991 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn.